Chào các bạn, hôm nay thì mình muốn nói tới cái đề tài giảm cân. Tại vì mình cũng hết dạo này hết Nhật Thanh cũng ha tăng cân khá nhiều nên mình muốn ha giảm xuống. Thứ nhất là cho dù mình là đàn bà hay là đàn ông, mình cũng muốn cho mình có một cái thân hình đẹp, dễ coi hơn. Chứ mình mập quá nhìn thấy ha bận đồ rất là khó, lại xấu nữa. Mình nhiều khi những cái áo mình muốn bận lại khó, mình bận không có được. Cái thứ hai là vì sức khỏe các bạn, thật ra mình càng lớn tuổi xương của mình không có tốt, mà khi mà mình nặng quá thì mình sẽ đè lên, giống như là cái chân của mình, cái chân mình chịu không nổi thì nó sanh ra đau nhất. Bởi vậy Nhật Thanh muốn giảm cân. Rồi nhiều khi mình mập quá thì mình rất là dễ, giống như là mình gây ra những cái bệnh tật khác, chẳng hạn như cao máu nè, rồi bệnh tim, bệnh này nọ, nói chung là đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là chỉ có gì đâu. Bởi vậy Nhật Thanh kỳ này quyết định giảm cân. Nhưng mà có nhiều cách giảm cân rất là hiệu quả, còn có những cách giảm cân á, tại sao á mình lại giảm cân, mình làm mọi cách mà mình không giảm được một chút xíu nào hết trơn, mà mình bị giống như là phản ngược lại, mình lại tăng cân quá nhiều. Bởi vậy á, mình là muốn giảm cân thì mình làm như thế nào? Và nhất là các bạn bị về cái bệnh về cái tuyến giáp giống như Nhật Thanh á, rất là dễ tăng cân, mà muốn sụt cân không phải là dễ đâu, nhất là các bạn bị về tuyến giáp đó. Khi mà các bạn muốn giảm cân á thì mình cứ nghĩ rằng exercise, mình tập thể dục thì mình càng tập nhiều thì mình giảm cân nó dễ dàng hơn. Đó mà là một cái chuyện sai lầm, và sai lầm rất là lớn. Tại sao Nhật Thanh nói như vậy? Tại vì mình cũng từng giảm cân rất là nhiều lần, chứ không phải là một lần đâu. Nhật Thanh giảm cân có lần mình giảm tới trong vòng 2 tháng mình giảm tới 30 pound lận. Mình giảm cân rất là hiệu quả, nhưng mà những cái cách đó không có tốt. Khi mà các bạn muốn giảm cân mà mình muốn giảm một lần á, giống như là đột ngột quá cái cơ thể của mình, chẳng hạn như các bạn làm cái gì đi nó đột ngột quá, nó không có thích nghi thì nó lúc nào cũng mất thăng bằng, thì nó sẽ làm cho hormone trong cơ thể các bạn mất thăng bằng, thì mình rất là dễ sanh ra giống như là cơ thể mình không có được khỏe, rồi các bạn sẽ bị giống như là rụng tóc rất là nhiều. Bởi vậy mình giảm cân làm sao á, mình đừng có gấp. Tại vì nếu mà các bạn càng gấp thì mình sẽ dẫn tới những cái sai lầm rất là lớn. Mình giảm chẳng hạn như tháng này đi, mình giảm chừng khoảng chừng 5 hay 10 pound, chị Thanh nói thí dụ thôi, 10 pound là 10 pound là nhiều rồi đó. Mình giảm khoảng 5 cho tới 10 pound thôi, tới tháng kế thì mình từ từ mình tập cho cái cơ thể của mình thích nghi để từ từ giảm xuống, chứ mình không có thể nào mình làm đột ngột trong vòng một tháng mười mấy pound tới 20 pound, thì cơ thể mình không thích nghi thì sẽ rất là dễ bệnh, rồi mình cơ thể mình mất thăng bằng thì các bạn rất là dễ rụng tóc. Nhật Thanh nói vậy đó. Nếu mà các bạn không tin đó thì mình có thể lên Google hay là YouTube các bạn tìm, thì sẽ thấy người ta nói rất, các bác sĩ nói rất nhiều về cái vấn đề mà khi cơ thể mình mất thăng bằng như thế nào. Bởi vậy mình giảm cân mình giảm từ từ, mình đừng có gấp quá nha, mình đừng có gấp quá, 5 pound một tháng cũng quá tốt rồi các bạn. Mình cứ gấp từ từ, tháng này 5 pound, tháng kia 5 pound, từ từ thì 6 tháng mình đã giảm được 30 pound rồi, thì cho cơ thể mình thích nghi. Và tại sao Nhật Thanh nói rằng khi mà mình muốn giảm cân mà mình tập thể dục quá nhiều thì sẽ phản hiệu quả, đó là sự thật. Tại vì khi mà các bạn tập thể dục quá nhiều thì cái cơ thể của mình nó sẽ đòi hỏi ăn uống. Mình càng nhịn thì nhịn không có được, mà mình càng tập quá nhiều thì mình lại càng đói, đói rất nhiều. Thì các bạn phải càng ăn nhiều, khi mà mình ăn nhiều như vậy thì mình lại tăng cân. Mình không phải là mình không tập nha, người ta nói như vậy là không phải là mình không tập, mình vẫn tập, nhưng mà mình tập với mức độ vừa phải thôi, chứ mình không tập quá nhiều, giống như là một ngày mình phải tập 2-3 tiếng, giống như là các bạn coi những cái phim
người ta tập thể dục, mình coi những cái video họ tập thể dục giống như là hả ráng tập cho thật là nhiều, tập này tập cái kia để cho mình thấy người ta chỉ là việc diễn viên thôi các bạn. Như thật sự ra ngoài đời các bạn là những người giống như Nhật Thanh đi, là đi làm, mình đi làm mình không có thể nào mình hay tập thể dục như vậy hoài. Rồi thí dụ các bạn á, mình không thể nào mình tập thể dục như vậy rồi khi các bạn đói quá các bạn ăn nhiều sẽ phản hiệu quả. Người ta chỉ là diễn viên thôi, nhưng mà thực tế ngoài đời các bạn ha giảm cân hoàn toàn khác, không phải là như vậy đâu. Thì á, Nhật Thanh á, thấy hiệu quả nhất là mình tập thể dục vừa phải, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình á, control cái ăn uống của mình. Cái ăn uống của mình thì ăn uống của mình như thế nào? Như Nhật Thanh á, bị về cái vấn đề bao tử, mình không có thể nào mà mình ăn một ngày mình nhịn đói mình ăn hai lần hay ba cử hết trơn á, tại vì á, mình ăn mỗi cử mình ăn vừa phải thôi, mình không có ăn nhiều. Mình chia ra ăn 4 lần một ngày nha các bạn, không có ít đâu. Sáng mình ăn một cử, trưa mình ăn một cử, khi mà mình đi làm về mình ăn một cử, tối mình ăn một cử nữa. Nhiều khi á, mình nghe nói rằng tối á, mình ăn á, thì rất là dễ mập. Đúng các bạn, không có sai đâu, ăn buổi tối rất là dễ mập. Nhưng mà Nhật Thanh chia ra ăn như thế nào, mình chỉ nói theo cái cách của mình ăn nha. Sáng sớm mình quan trọng nhất là bữa ăn buổi sáng, tại vì mình ăn sáng no như bình thường, như mình ăn cơm trưa như vậy đó, mình ăn no tại vì buổi sáng là một cái năng lượng đầu tiên để cho mình làm việc. Mà nếu mà buổi sáng mình không no mà mình nhịn hay mà ăn ít á, thì sẽ làm cho mình đói, tới khi đói á, thì buổi trưa các bạn sẽ ăn dồn dập còn nhiều hơn nữa. Bởi vậy á, buổi sáng Nhật Thanh cũng là chọn bữa ăn chính của mình, cho tới cái buổi trưa á, thì mình ăn rất là nhẹ, tại vì lúc mà mình sáng mình no mình có đủ năng lượng rồi các bạn, thì buổi trưa mình ăn rất là nhẹ, mình ăn để cho vừa cái bụng của mình để mình đi làm việc thôi. Chẳng hạn như Nhật Thanh ăn salad nè hay ăn trái cây xong rồi hả, tới khi buổi chiều mình đi làm về, đó là bữa ăn chính thứ hai của mình cũng ăn cơm, mình ăn cơm xong rồi ha, còn buổi tối á, thì mình ăn nhẹ thôi chứ mình không ăn nặng. Mình ăn cơm nhưng mà mình giảm rất là nhiều, mình giảm rất là nhiều, và mình ăn salad hay là ăn rau cải này nọ thêm nữa. Bởi vì ăn chính Nhật Thanh chỉ chọn hai bữa là buổi sáng sớm, buổi chiều đi làm về, còn buổi trưa khoảng 12 giờ hay buổi tối là những hai bữa đó là mình ăn nhẹ để cho cái bao tử của mình có vấn đề. Thì nếu mà các bạn khỏe bình thường thì mình có thể không cần ăn như Nhật Thanh, mình ăn ba cử cũng được, giống như là sáng trưa chiều. Thí dụ buổi các bạn chọn buổi sáng ăn nhẹ thì cũng được, ăn nhẹ nhưng mà đừng có để mình quá đói nha. Khi quá đói buổi trưa các bạn sẽ ăn hai gấp đôi bình thường đó. Bởi vậy mình ăn sáng nè, rồi mình chọn hai bữa ăn chính, đó là buổi trưa và buổi chiều. Nhưng mà trong cái bữa ăn mình ăn như thế nào nữa để cho nó đúng, là tại vì Nhật Thanh thấy mình thuần túy, mình là người châu Á, mình là người Việt Nam, cơm là bữa ăn chính của mình, không có thể nào mình bỏ được. Các bạn nhiều khi nói chứ không ăn cơm, ăn những cái thứ khác thôi, ăn cơm rất là mập. Nhưng mà các bạn chính vì ăn những cái thứ khác làm cho cái bụng của mình nó đói, nó không có được no chắc, thì để cho mình làm việc một ngày thì càng làm cho mình suy nghĩ tới cái đồ ăn nhiều hơn nữa. Bởi vậy cơm các bạn không thể nào bỏ được, nhưng mà mình cắt. Chẳng hạn như một ngày mình ăn tới ba chén cơm hay hai chén cơm, thì bây giờ mình cắt bớt các bạn, tại hồi xưa mình ăn nhiều quá thì cái bao tử của mình nó giãn, nhưng mà từ từ mình tập lại thì bao tử mình thời gian nó sẽ co lại, nó không mình sẽ không cảm thấy đói như lúc hồi xưa. Thì ban đầu mình tập lúc nào cũng khó khăn hết trơn á, nhưng mà cái gì cũng từ từ riết mình quen các bạn. Thì mình á,
chẳng hạn như mình ăn 3 chén cơm thì bây giờ mình ăn chỉ có 1 chén rưỡi thôi, còn nếu mình ăn 2 chén thì mình ăn 1 chén thôi. Mình ăn cơm nhưng mà nó chắc bụng, nó làm cho các bạn no lâu, mình không có nghĩ tới đồ ăn hoài. Nếu mà các bạn không ăn á thì các bạn cảm thấy đói, và hả mình lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái đồ ăn khác sẽ phản hiệu quả rất là nhiều. Nhưng mà mình ăn gạo gì nữa? Các bạn có thể ăn gạo dành cho những người bị tiểu đường á. Cái gạo đó nó không có chất đường, bột trong đó quá nhiều. Mình ăn rất là tốt cho trong cái quá trình giảm cân của mình, gọi là gluten free. Thì mình ăn cái loại gạo đó nha. Rồi xong rồi, mà Nhật Thanh thấy nha, mình ăn cái gạo đó rất là tốt, rất là tốt, vừa tốt cho sức khỏe của mình mà mình hả lại hả no dai nữa. Khi mà các bạn ăn gạo á, gluten free, và các bạn ăn gạo thường, thì mình ăn 1 tuần gạo này, 1 tuần gạo kia, thì mình sẽ thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Bởi vậy ăn gạo dành cho người bị tiểu đường rất là tốt, tốt cho sức khỏe lắm. Thì mình ăn cái gạo đó rồi mình ha, thí dụ mình đói thì mình ăn độn rau rất là nhiều, mình ăn thịt cá mình vẫn ăn bình thường, nhưng mà thường ngày mình ăn tới 2 chén cơm, nhưng mà hôm nay mình chỉ còn có 1 chén thôi sẽ làm cho mình đói, thì mình độn thêm rau các bạn, mình độn mình ăn rau nhiều vô. Thì nhiều khi á mình hả nghĩ á, ăn thịt ăn cá ăn này kia người mình mới đủ bổ chất dinh dưỡng một phần nhỏ nào thôi nha các bạn, nhưng mà Nhật Thanh để ý nha, chẳng hạn như cái sức khỏe của mình có cái vấn đề, hay là cái móng tay của mình nó mọc không có được cứng, không được tốt, mình cứ nghĩ ăn những sò ốc cua biển những cái gì đó thì nó sẽ làm cho hả cơ thể mình khỏe mạnh. Không phải đâu, mình không ăn những cái đó nhiều đâu, mình chỉ ăn rau cải thật là nhiều, nhưng mà cái móng tay của mình phải nói hồi xưa nó hay bị gập ghềnh, nó cong, nó không có được tốt, tại vì mình thiếu chất rất là nhiều trong cơ thể của mình. Nhưng mà khi mình ăn rau quá nhiều như vậy, những cái móng tay của mình rất là chắc nha các bạn, rất là chắc. Mà da mặt của mình á, mình có tàn nhang rất là nhiều, nhưng mà nhờ đó mà mặt của mình á cũng há tàn nhang cũng há giảm bớt, và cơ thể mình cảm thấy rất là khỏe. Bởi vì ha, rau các bạn đừng ha coi thường nó, thấy ha đơn giản như vậy nhưng mà rất là bổ dưỡng, rất là bổ dưỡng đó. Mình ăn rau mình bớt, giống như là mình ăn thường ngày mình ăn quá nhiều, nhưng mà từ mình bớt từ 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 thì cái bao tử mình nó càng ngày càng thu hẹp, thì mình sẽ không có đòi hỏi ăn uống quá nhiều. Thì mình ăn một cơm, ăn thêm độn thêm rau, vẫn ăn cá thịt, nhưng mà các bạn tránh ăn những cái gì, những cái dầu á nó không có tốt. Chẳng hạn như những cái dầu á nó làm cho cái cơ thể của mình nó động lại trong cơ thể, làm cho mình rất là dễ bị mập, nó khó tiêu hóa và đẩy ra ngoài. Bởi vậy mình nấu ăn á, thì mình sử dụng là có thể dầu ô liu nè, dầu dừa nè, dầu trái bơ nè, hay dầu nho nè. Mình ở bên Việt Nam dầu dừa rất là nhiều, nhiều khi á, mình thấy nó rẻ quá, âm mình nhiều quá. Nói chung là ai cũng vậy á, các bạn tâm lý, cái gì mình có nhiều thì không có quý. Nhưng mà ở bên Mỹ này một chai dầu dừa nhỏ xíu như vậy thôi tới 15 đồng lận, không có rẻ đâu, không có rẻ đâu, mà rất là tốt. Cái dầu dừa khi mình ăn trong cơ thể nó sẽ đốt, nó tạo thành năng lượng cho cơ thể của mình hoạt động, và nó đẩy ra ngoài rất là lẹ, mình không có bị mập, nó không bị ứ đọng. Còn những cái dầu khác á, mình ăn, tại sao mình nói ăn những cái đồ ở ngoài đường làm cho mình dễ mập, tại vì á, đâu bao giờ mà họ mua những cái dầu mắc tiền nấu cho mình ăn, thì họ xài những cái dầu giống như là rất là mua rất là rẻ, rồi nấu mình ăn, mình ăn những chính những cái dầu đó nó động trong cơ thể của mình, nó khó tiêu nên hay làm mình những gây cho mình những cái chứng bệnh khác, và mình khó đẩy ra ngoài nữa, mình rất là dễ bị mập. Nhất là những phụ nữ như Nhật Thanh nè, vừa có gia đình có con lại càng lớn tuổi thì mập rất là dễ luôn. Mình phải nói rằng mình ăn mà không để ý mình tăng cân rất là dễ các bạn. Bởi vậy kỳ này á, Nhật Thanh phải ha coi chừng cái sự ăn uống của mình, và mình ha phải tập thể dục. Cái phần tập thể dục á, thì Nhật Thanh á, sẽ chia sẻ kỳ sau, và các bạn ha nhìn thấy Nhật Thanh mặt bây giờ như thế nào. Các bạn á, có thể qua kênh Nhật Thanh Lucena thì thấy mình á, đi tới đi lui thì thấy mình mập như thế nào. Thì 1 tháng nữa thì các bạn sẽ thấy
có một sự thay đổi. Không phải là hả Nhật Thanh ráng ha, nhịn đói để cho nó thật là ốm đâu. Mình phải kết hợp hai bên, mình tập thể dục làm sao co thắt giống là ha, săn chắc những cái cơ bắp của mình lại. Tuy mình giảm cân không nhiều, một tháng chỉ khoảng 5 cho tới gần 10 pound thôi, nhưng mà nhờ giống như là mình tập thể dục để ha săn chắc những cái cơ bắp của mình, rồi á mình control cái ăn uống của mình. Và khi các bạn á ăn như vậy, mình nên tránh ăn những cái gì hả, giống như là kẹo nè, uống nước soda. Nhiều khi mình ghiền quá, mình cơ thể mình đôi lúc á mình thèm ngọt các bạn đi. Cơ thể mình khi mình thèm cái gì là tại vì mình thiếu, nhưng mà mình phải làm cái đầu óc của mình để control cái ăn uống của mình. Mình thèm ngọt, một tuần mình ăn một hay hai lần, không có gì quá đáng. Có thể mình càng kèm thì sẽ càng phản hiệu quả, tại vì mình mới bắt đầu các bạn rất là phản hiệu quả. Bởi vì mình có thèm thì các bạn có thể rót một chút xíu nước, mình uống nước ngọt, mình uống một chút xíu, mình rót chút xíu mình uống thôi, thì không có sao, không thành vấn đề. Chứ đừng bao giờ mình uống cả lon vậy thì là có vấn đề thiệt đó. Mình có lỡ thèm quá thì mình rót một chút xíu vậy mình uống, hay là mình có thèm ăn một viên kẹo hay là sô-cô-la, các bạn có thể bẻ ra một miếng nhỏ mình ăn được, không sao hết trơn các bạn, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà mình đừng có ăn cái thổi nào bự 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 như vậy, mình ăn mấy thổi như vậy là sẽ phản hiệu quả đó. Thì hôm nay Nhật Thanh muốn chia sẻ sơ về cách giảm cân như thế nào cho hiệu quả, chứ không phải là mình là một cái diễn viên. Diễn viên người ta đóng cho mình coi người ta tập thể dục làm những cái gì quá trời quá sức luôn, nhưng mà các bạn tập như vậy mình sẽ phản hiệu quả rất là nhiều. Nhật Thanh phải nói như vậy, rất là phản hiệu quả. Tại vì mình càng tập nhiều thì mình sẽ tạo cho mình càng đói nhiều, mà càng đói các bạn không ăn. Tại vì khi cái cơ thể của mình mất năng lượng quá nhiều mà mình không ăn thì mình lại suy dinh dưỡng, và mình làm cho cơ thể mình bị bệnh và bị ra nhiều vấn đề lắm, rất là nhiều vấn đề. Bởi vậy giảm cân hiệu quả mà mình lại khỏe mạnh không thành vấn đề gì. Thì khi các bạn giảm cân, người mình sẽ thấy như là mình, cơ thể mình vẫn giảm cân nhưng mà cơ thể mình vẫn đủ chất dinh dưỡng, vẫn đủ vitamin. Đó là mình nhờ ăn rau đó các bạn, ăn rau, ăn cá, ăn thịt, nhưng mà cá thịt thì vừa phải thôi. Cá thì không thành vấn đề, nhưng mà thịt đó, nhiều khi mình ăn cái cục thịt nào mỡ quá nhiều thì cũng không có nên đó. Thì chính vì mình ăn rau có nhiều vitamin trong đó, cơ thể mình sẽ khỏe mạnh và giúp cho thăng bằng. Thì hôm nay Nhật Thanh chỉ nói sơ về vấn đề, ngày mai mình sẽ nói tiếp nha các bạn. Thôi hẹn các bạn ha, không phải ngày mai nữa, ngày mốt mình có thể mình nói tiếp. Thì hẹn các bạn kỳ sau nha, bye bye, bye bye nha.